Ok anh em ơi, tôi vừa phát hiện ra là em trai của mày đã chơi lại game anh em à. Rồi lần này mày xong rồi là mày tới cũng chuyện rồi. Bây giờ tôi sẽ nghiêng về phe của em trai mày nha anh em ơi. Tôi sẽ ra tôi thử thách mấy lầm luôn. Nếu như mà nó cân được em trai của mày mà kiểu như là nó bắn ngồi ấy, là tôi sẽ ăn trái ớt anh em à. Nhưng mà anh em biết là tôi đâu biết ăn ớt đâu đúng không? Lần này coi như là to ăn tôi rồi anh em ơi. Nhưng mà vì quyết tâm cũng như là gỡ kèo cho nên là tôi sẽ chơi lớn luôn nha. Thì nếu như mà nó bị em trai của mày bắn nóc ấy, là nó sẽ đưa tôi lại là 500 ngàn anh em à. Đó, ngon anh em ơi. Như lần trước á, tôi gỡ kèo là nó còn tặng một sắp giày cua luôn anh em à. Trời ơi, lần này là tôi phải quyết tâm tôi lấy lại hết tất cả anh em ơi. Ok nha, bây giờ anh em bấm like clip này cho mình nha. Tôi đếm từ 1 tới 3 là anh em bấm like này. 1, 2, 3. Đó, bấm like đi anh em ơi, tôi còn có động lực cũng như là ra video và lì xì Tết này cho anh em nữa. Bây giờ là tôi sẽ đi kêu nó luôn nha anh em. Ok, đi thôi. Trời ơi là trời, mafia đếm tiền á gì? Ngẫu gì? Vái, nồi thiên lâm lấy cái kính của mình anh em à. Tiền này mày có hả? Thôi thiên lâm còn dư đóng tiền luôn rồi anh em ơi. À, em bây giờ cho anh phục kèo coi. Cho anh gỡ kèo coi, tính ra là lần trước trời ơi là trời, mang kính nào ma quá chứ, trả kính đi mày. Rồi, bây giờ là lần trước là anh gỡ chưa có hết, bây giờ cho anh gỡ lần này. Tại vì hiện tại là em trai của mày đã trở lại game rồi. Em biết em trai của mày đúng không? Biết chứ này. Rồi, mình không biết là em trai mày trở lại game có bắn hay không. Tại vì đợt đó là bị mất hạt cho nên là thằng ra em ấy cũng bị nản anh em. Và bỏ game luôn. Thì bây giờ anh với em chơi cái này không? Hãy cho anh gỡ kèo một cái. Bây giờ nha, em vô trận đấu mà độc lăng chiến ấy. Bữa nay chơi độc lăng chiến đi. Nãy bắn trong đấu kháng như này mới đỉnh cao anh em ơi. Chứ mà tại phòng ở trong tứ chiến kiếp cũng chán anh em à. Thì bây giờ là anh với em chơi cái kèo. Nếu như mà em ngồi bắn nha, nhớ lưu ý mà ngồi bắn nha. Thì em bắn hết sọt được em trai của mày ấy, thì anh ăn một trái ớt. Còn nếu như mà em trai của mày mà bắn nóc em ấy, thì đưa anh lại 500 ngàn. Sao em chơi không? Á đù, thanh niên lâm ghê vậy, tính hết rồi à. Bây giờ chơi như này nè. Nếu như mà em ngồi em bắn sầu được ấy, là anh ăn một trái ớt trước mà em ngay trận đấu luôn. Còn nếu như mà em bị bắn nóc ấy, đưa anh 500 ngàn như là mỗi lần luôn. Đấy, đưa liền như này mới có động lực chứ. Ok không? Ok hả? Ok, bây giờ còn nhiêu tiền đưa coi. Ok tất cả anh em nha, lại là mình Sima đây. Thì ở trong trận đấu này là em trai của mày mới quay trở lại game cho nên là cũng không có hạt để bắn anh em ơi. Thì sử dụng hạt của mày tạm anh em à. Nhưng mà hạt của mày là thề với anh em luôn là nhiều skin cực kỳ luôn cho nên là trận đấu này bé Lâm nó to rồi anh em ơi. Với lại là nó ngồi bắn phải hết sọt anh em à. À rồi xong, sao mà đã được 500 ngàn anh em à. Xin nhẹ cái tuổi, xin nhẹ cái tuổi, tiền đi lại đi. Đây, ok, 500 ngàn đầu tiên luôn anh em ơi. Xin một cái tuổi. Thì ở trong trận đấu này là bắn không giới hạn đạn nha anh em ơi, như kiểu là độc lăng chiến bình thường luôn. Ok, đấy, anh em thấy là hiện tại là bé Lâm nó vẫn ngồi này. Nói chung là ngồi là cái tâm cực kỳ khó luôn anh em ơi. Thứ nhất là cái tâm nó bị nặng này, thứ hai là cái tâm nó bị gung anh em ơi. Cho nên là cái tâm phải có gì đó gọi là khéo léo lắm mới lên được anh em à. Mình ngồi là không bao giờ mình cái tâm lên đầu được anh em ơi. Tao nói là full giáp luôn ấy. Đây rồi, ui ôi, quái nồi gì bay đầu ghê mày. Rồi xong rồi ăn ớt rồi anh em ơi. Cay thật sự luôn anh em à. Trời ơi là trời, tôi vừa lấy 500 ngàn của mấy Lâm rồi tôi chọc nó xong bây giờ tôi phải ăn ớt lại rồi nó chọc ngược lại tôi anh em mà. Cay thật sự luôn ấy. Ok thì bây giờ là để xem trận đấu này ai là người chiến thắng anh em ơi. Ui ôi ăn bơm mù luôn này. Bây giờ tôi ăn sáng với Lâm nha để tránh tình trạng mà nó đứng nó bắn anh em mà. Thì nói chung là chơi theo kiểu là nó ngồi mà nó bắn khi mà nó hạ gục được em trai của mày á là bắt buộc là phải ngồi anh em ơi. Nếu mà nó đứng là xác định là nó thua luôn. Đấy, nó thua hết nguyên cục tiền nó luôn anh em mà. Đâu rồi, đây rồi. Đây rồi. Ui ôi không bắn. Đây ơi, nha này. Ui ôi. Cố lên. Rồi xong rồi anh em ơi, cái gì trời bay đầu nó kìa. Gớm ghê ông nội. Cay thật sự luôn anh em mà, mày bắn gì mà mày ngồi mày kéo tâm lên đầu ghê mày. Đây một trái luôn anh em ơi. Hồi nãy là trái kia là ăn hết đúng không? Đấy, uy tín luôn anh em à. Bây giờ tiếp tục là mình sẽ ăn thêm một trái nữa nha. Mày xong rồi con, lần này tới không chuyện rồi. Ok, ăn nha anh em ơi. Ê
Anh em ơi, tôi thấy là bắt đầu là không ổn anh em mà. Tôi nói là không ổn tí nào luôn anh em ơi. Bây giờ là bé Lâm nó đang có là MP40 bích vàng anh em à. Khẩu súng này là súng tủ bé Lâm. Để xem là trận đấu này nó bắn win được không nha. Ui đừng có win mày ơi, trời cay dữ lắm rồi đó Lâm ơi, ảo ma được chứ. Cố lên. Bây giờ là tôi đang cổ vũ cho em trai của mày anh em à. Bây giờ hay quá, 500 ngàn nữa anh em ơi. Được của nó rồi. Cái tội mày dám cho anh ăn ớt hả? Đây 500 ngàn nữa đi. Nãy giờ mình được 500 à, bây giờ là 500 nữa là 1 triệu anh em ơi. Ha, à, lần này chuẩn bị là hết cục tiền đi, chuẩn bị ton đi. Tổng cộng sau 4 trận đấu mà cả hai bên bắn á, là mỗi bên 2 điều á, anh em là tôi đã ăn được 2 chiếc ớt này cũng như là được 1 triệu từ bé Lâm rồi anh em ơi. Bây giờ tôi sẽ cố gắng cũng như là cổ vũ hết mình cho em trai của mày anh em à. Bây giờ em trai của mày mà win với tỷ số là 7-2 là xác định, trời ơi tôi là cực kỳ mừng luôn anh em ơi. Giàu to luôn anh em à. Nhưng mà không giàu bằng mà khi bé Lâm mà nó lỡ bắn em trai của mày anh em, nhưng mà nó ấn nhầm cái nút mà đứng lên anh em ơi. Đó là tức là bé Lâm nó thua hết luôn anh em à. Cái đó là dẹp nghỉ luôn, lấy tiền dẹp nghỉ luôn anh em à. Ui ơi, nó lại hết sọt nữa anh em à. Trời ơi, nghỉ luôn đi. Anh em thấy là tôi kiểu như là muốn sưng cái môi tôi lên luôn anh em ơi. Cây quá cái chuẩn luôn ấy. Rồi, đây, tiếp tục một trái nữa nha anh em ơi. Sợ quá chuẩn luôn. Đây là lần đầu tiên mà mình ăn ớt nhiều như này luôn anh em, thấy không? Thấy. Sao mỗi lần mà tôi ăn ớt cũng như là tôi nhăn mặt là anh em biết là nó cay cỡ nào rồi anh em ơi. Thề luôn, rất là cay luôn. Thì anh em nào mà ở nhà có loại ớt này thì nhớ là comment với Trình biết nha. Mình nghĩ là loại ớt này thì nói chung là khá là đặc trưng rồi, cho nên là nhà này cũng có. Ok, cố lên, trời em trai của mày mà thắng trận đấu này là trời mừng hết lớn luôn anh em ơi. Hồi nãy giờ là ăn ớt tôi nói là kiểu rất là cay luôn anh em à. À đây rồi, đây rồi. Ui ôi, phải cái chữ gì. Rồi xong rồi anh em ơi, tôi nghĩ là bị loạn màn hình rồi. À nhờn hả mày, sao mà đỡ được. Ok, 3 điều anh em ơi. Đây, tốc độ đi, lẹ đi, 500 ngàn nữa. Ok, từ đây về sau là anh không ăn ớt nữa đâu, chuẩn bị ton đi. Mình vừa tuyên bố với bé Lâm á là từ đây về sau mình không ăn ớt để cho nó gung anh em ơi. Mình tin tưởng vào em trai của mày là từ đây về sau em trai mày win anh em à. Cố lên, trời em trai của mày mà win cái là mình mua vé máy bay cũng như bay ra Hà Nội dẫn đi ăn luôn anh em ơi. Như thế cho nó máu chiến anh em à. Ui ôi, phun máu đỏ luôn. Trời mày bắn gì bắn ghê dữ vậy mày. Cái này gọi là chơi ngu lấy tiếng anh em ơi, trời ơi trời. Đây. Gì mày? Rồi anh em đi. Trời ơi trời, mang kính vô coi mình ăn ớt anh em mà vãi trưởng đi chứ. Ok nha. Trời ơi. Trời ơi trời. Trời ơi cây. Bất lực không nói nên lời luôn anh em ơi. Bây giờ bé Lâm nó vẫn tiếp tục là cầm UMP anh em à. Khẩu này nói chung là khá là mạnh luôn, hai viên là có thể là bay đầu anh em à. Cố lên em trai của mày ơi, cố lên, trời ơi trời. Ok. Trời ơi tôi chưa kịp cây xong nó là ăn nữa anh em ơi. Ê không mấy giờ cho nghỉ được không? Cay lắm anh em à. Nãy giờ là thật sự là mình rất là cay luôn ấy. Đây. Ui giời. Trái này phải nói là nó bự nhất trái hồi nãy giờ luôn anh em ơi. Tất cả những trái nãy giờ mình ăn là trái này bự nhất luôn ấy. Rồi xong rồi. Ok nha, uy tín nha. Dạ. Mình chơi trái kẹo uy tín như này anh em ơi, để cho bé 51 là nó chơi mình là nó trái kẹo uy tín anh em à. Ok. Mình không tin là trận đấu này em trai của mày thua nữa anh em à. Trời ơi là trời, cố lên em ơi. À thì anh em nào mà muốn lên shop mình quay nhớ lấn như trong đường link mô tả này cũng như là phần comment nha. Mình có game nha anh em ơi, đừng lên Google tìm nhiều shop hacker lắm anh em à. Thì mới nói là shop mình độc quyền là x3 nào thẻ luôn. Anh em thấy là shop ai kiểu như là cũng có x3 đâu. Đấy, có mỗi shop tôi là x3 nào thẻ thôi, cho nên là anh em nhớ là lên quay nha. Ok bây giờ là tôi ê đứng mày. À hình như là kiểu hồi nãy mình giao luật đó là ngồi nãy ngồi bắn như này anh em ơi, chứ mà đứng bắn là mới phạm luật anh em à. Mày bắn cái gì mày bắn vừa vừa mới phải không chứ, trời cái này gọi nó bị dụ anh em ơi. Đi này ơi, nãy này kìa mà. Mới lấy nó có 1,5 triệu mà nãy giờ mình ăn quá trời ớt luôn anh em à. Đây. Trời ơi trời. Giờ nay ăn em cay luôn á. Bây giờ là tôi cảm thấy là ton thật sự luôn anh em ơi. Nếu như mà trận đấu này em trai của mày ấy mà lật kèo được win đó anh em, là còn bù đắp lại phần nào anh em ơi. Chứ nãy giờ tôi ăn rất là nhiều ớt luôn anh em à. Tôi dẹp nghỉ luôn đây, trời ơi là trời. Ok nha, trái cuối cùng nha. Chơi uy tín luôn anh em à. Đấy. Nhưng mà hên quá trái này nó nhỏ anh em ơi. Tại vì mấy trái ớt này hồi nãy là phải làm nó lấy chứ không phải là mình lấy anh em à. Cày quá.
Bây giờ mình ăn nguyên trái luôn nha em ơi. Sao từ nãy đến giờ cuối cùng cũng xong trận đấu rồi anh em ơi, mà tôi đã nhận được 1,5 triệu từ bé Lâm. Sau đó là tôi đã ăn 7 trái ớt anh em ơi. Như kiểu là cầm 1,5 triệu của bé Lâm là tôi ăn 7 trái ớt anh em à. Đấy, trời ơi, là trời ảo ma rồi chứ. Trái nào trái nấy mà cắn vô một cái thì thôi anh em ơi, cay đúng kiểu như là tôi còn ám ảnh nữa anh em à. Ok nha, thì anh em nhớ là bấm like clip cho tôi để tôi có động lực nha anh em ơi, và chia sẻ clip này nha. Đấy, để kiểu như là xem tôi là ăn cay lần đầu tiên mà tôi ăn nhiều như thế luôn ấy. Bây giờ tới phần câu hỏi như mọi ngày nha. Ấy, anh em trả lời đúng như là mình tặng kim cương cho tất cả những anh em luôn nha. Game Free Fire từ trước đến nay tổng hết có bao nhiêu mùa thể dục cực rồi. Đó anh em nhớ là trả lời đúng này cũng như là kèm theo game nha. Đừng quên là lên shop simovip.com tôi cũng như là quay kim cương ủng hộ tôi nha anh em ơi. Hiện tại là nói chung shop tôi là ít 3 đọc thẻ là độc quyền luôn anh em à. Mình thấy là chỉ riêng shop mình là ít 3 đọc thẻ thôi. Thì lên tôi để phần comment cũng như là phụ tả nha. Nhớ là chia sẻ cho những bạn mà muốn quay kim cương ngày Tết này lên shop của tôi nha anh em ơi. Ok, còn bây giờ thì bye bye và gặp lại anh em ở video sau.